hồi tụi nó mới cưới xong á, cái tôi cho tụi nó uống một một cái liều thuốc bổ kia là bổ âm dương. Uống đâu có bao lâu lòi ra thằng Thượng cháu nội tôi đó. Cái thuốc đó nó hay tới vậy hả? Chứ sao? Vậy mà không chịu chỉ tôi gì hết trơn á trời à. Mà không hỏi làm sao tôi chỉ? Yên tâm, bây giờ bà nói như vậy ha, bà mở lời rồi. Tôi sẽ chỉ cho bà, để cho bà có cháu bà ẩm bồng mà không có chán nữa. Tuyệt nha. Vô. 1, 2, 3. Vô. Thuốc hết. Thuốc hết rồi mà ba ơi, vợ con đánh nó hoài à. Ấy mấy chị chỗ mua thuốc đi, con chạy đi mua thuốc nha mà. Cái gì? Đổi cái thuốc nào mà đừng có đắng nữa đi. Thuốc gì đắng nó uống không được gì hết. Cái gì? Cái gì thuốc đắng thuốc ngọt? Thì đó thuốc nào mà chẳng đắng. Nhưng mà con biết hả, chắc chắn là cái thuốc ngọt đó là có để thêm mật ong vô cho nó ngọt dễ uống thôi. Trời ơi, tao không có về mà mày sớm xác quá trời quá đất. Tao đã dặn rõ ràng cái rồi. Cái gì vậy? Chuyện gì? Đây chuyện nghe, gì mà thuốc nghe, đắng thuốc ngọt? Nghe má nhớ nè, bữa hổm á không có con ở nhà. Má dặn nó đó là cái thuốc mà má hốt về cho tụi con uống cho có con đó. Thì má dặn á cái bao mà đỏ mà có sợi dây đỏ đó là thuốc á của đàn bà là để cho con vợ con uống. Còn cái thuốc mà không có cái dây đỏ đó là thuốc của đàn ông uống ha. Như vậy là mày đổ thuốc phải không? Chuyện mẹ chồng nàng dâu có ai yêu nhau thế cứ luôn đau đớn.